Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình tọa đàm nông nghiệp với chủ đề phát triển nuôi thủy sản xen ghép hiệu quả và bền vững. Chương trình tọa đàm ngày hôm nay do Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thực hiện. Góp mặt tại buổi tọa đàm ngày hôm nay thì ngay sau đây tôi xin được giới thiệu Thạc sĩ Kim Văn Tiêu, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Tiếp theo xin trân trọng được giới thiệu Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Thái Bình. Và cuối cùng là kỹ sư Trần Minh Hưng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Bình. Và bên cạnh đó xin được chân thành cảm ơn sự góp mặt của bà con nông dân tại buổi ghi hình ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung chính của buổi tọa đàm ngày hôm nay thì đầu tiên xin kính mời các chuyên gia cũng như quý bà con đang có mặt tại buổi tọa đàm cũng như quý vị khán giả đang xem truyền hình cùng đến với một phóng sự ngắn để cùng tìm hiểu về nuôi thủy sản xen ghép là như thế nào. Nuôi thủy sản xen ghép được hiểu là một hình thức nuôi kết hợp giữa hai hay nhiều loài đối tượng thủy sản trong cùng một diện tích ao nuôi. Các đối tượng thủy sản nuôi kết hợp thường ở các tầng nước khác nhau, ít cạnh tranh về nguồn thức ăn và đặc biệt chúng còn hỗ trợ nhau rất tốt trong việc quản lý môi trường ao nuôi. Mô hình nuôi trồng thủy sản xen ghép đã được nhiều nước trên thế giới nghiên cứu và áp dụng trong nuôi trồng thủy sản từ rất sớm. Mô hình này đã đem lại năng suất cao, tăng hiệu quả kinh tế, cải tạo được môi trường ao nuôi và hạn chế dịch bệnh, tăng hiệu quả sử dụng diện tích mặt nước, tăng tính bền vững trong nuôi trồng thủy sản nước mặn, ngọt, giảm tỷ lệ rủi ro cho người nông dân trong khi vốn đầu tư không đủ lớn. Thưa các vị chuyên gia, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu qua về nuôi thủy sản xen ghép là gì. Vậy thì đầu tiên xin thưa ông Kim Văn Tiêu, hiện nay đối với các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng đang có những mô hình nuôi thủy sản xen ghép nào và hiệu quả của các mô hình này ra sao ạ? Trong nước ngọt hiện nay chúng ta thường nuôi ghép các loại cá truyền thống như cá chấm, cá chép, cá mè, cá trôi, thậm chí ghép cả cá vược rồi cá lăng. Và khi nuôi một loại cá thì nó không sử dụng hết các tầng nước, cho nên chúng ta phải ghép nhiều loại để tăng hiệu quả lên. Còn trong nước mặn, nước lợ thì chúng ta nuôi cua, cá, tôm với nhau, hoặc tôm rong, hoặc cua rong, hoặc là tổng hợp tất cả các loại cua, cá với nhau trong cùng một ao. Thì đấy là chúng ta gọi là nuôi xen ghép. Và cái mô hình nuôi xen ghép hiệu quả hiện nay được bà con nuôi nhiều mà đang khuyến khích nhân rộng, đó là mô hình ghép tôm với cua, mô hình ghép tôm với cá. Đó là những cái mô hình đang phát triển bền vững và đem lại hiệu quả cao cho bà con nông dân. Hiện nay, mô hình nuôi ghép tôm thẻ chân trắng với cá rô phi và mô hình nuôi ghép các đối tượng thủy sản nước ngọt là hai trong số các mô hình nuôi xen ghép được bà con hiện đang ứng dụng rất rộng rãi. Vậy thì thưa ông Kim Văn Tiêu, khi mà bà con thực hiện các mô hình nuôi xen ghép này thì theo ông bà con cần phải lưu ý những vấn đề gì để đem lại hiệu quả cao và bền vững ạ? Bà con lưu ý khi nuôi thế này này, mình nắm cái nguyên tắc thôi. Khi mà thả gen xen ghép thì cái loại nào mà nó hiền thì chúng ta thả trước. Ví dụ như nuôi tôm với cá rô phi thì con tôm chúng ta phải thả trước, thả khoảng độ 15 đến 20 ngày. Khi con tôm nó lớn rồi thì ta mới thả rô phi xuống, thì con cá rô phi nó mới không ăn được con tôm. Vì con tôm nó muốn lớn thì nó phải lột xác nó ra. Mà lột xác là lúc đó tôm nó rất mềm, nó rất yếu, nó nằm một chỗ. Thì con rô phi nếu mà to, con tôm mà nhỏ là có thể nó ăn con tôm, lúc đó làm cho cái tỷ lệ hao hụt của con tôm nó rất lớn. Cho nên nguyên tắc là con nào hiền thì thả trước. Nhưng ngược lại cũng không nhất thiết phải như thế. Nếu bà con đã thả rô phi xuống rồi thì mình lại bổ sung tôm sau vẫn được. Nhưng trên tinh thần lúc đó con tôm là phải to. Và thả ghép khi mà cái đối tượng mà ghép thêm ấy, chúng ta thả ít. Ít tức là 1 mét vuông, tức là hoặc là 5 mét vuông với một con chẳng hạn, hoặc 0,5 con trên mét vuông tức là ít. Thì chúng ta không phải cho cái đối tượng thả thêm đồ ăn, mà chủ yếu cái con chủ lực là chính ta chỉ cho ăn cái đối tượng đó thôi. Còn cái con mà thả ghép là nó ăn cái sản phẩm phụ, thức ăn dư thừa, rồi vi sinh vật, động vật phù du trong nước để nó phát triển thôi. Nên là không phải bổ sung thức ăn nếu thả ghép ít đối tượng khác
Trong cái nuôi ghép ở nước ngọt ấy, thì có thể mình chọn những cái đối tượng mà nó có cái không cái cạnh tranh thức ăn với nhau đấy, để nó tận dụng cái thức ăn. Thứ hai nữa là một số cái đối tượng cá dữ như là cá chim hoặc là nó có cái tính ăn nó dữ thì mình có thể là xén ghép ở cái những cái đối tượng nó phù hợp đấy, mình không thả với những cái đối tượng cá hiền thì nó sẽ khi mà cái việc mà thiếu thức ăn hoặc là cái cỡ cá lớn cá bé nó sẽ tấn công lẫn nhau. Đối với nuôi cá nước ngọt thì có một vấn đề bà con cũng cần lưu ý, tức là khi chúng ta thả các cái loài cá với nhau thì nên tận dụng các cái tầng nước, tầng các cái loài, tầng mặt, loài tầng giữa, tầng đáy để tận dụng được hết các cái nguồn thức ăn. Thứ hai nữa là tận dụng được cái mật độ. Thưa các chuyên gia, việc nuôi thủy sản xen ghép như vậy thì các đối tượng nuôi sẽ hỗ trợ nhau trong việc giải quyết các vấn đề về thức ăn thừa trong ao nuôi, từ đó hạn chế dịch bệnh phát sinh trong quá trình nuôi, và như vậy thì chất lượng thủy sản sẽ được nâng lên một cách rõ rệt. Vậy thì xin các chuyên gia cho biết là các cái tiêu chuẩn chứng nhận nào có thể áp dụng được cho các mô hình nuôi thủy sản xen ghép ạ? Hiện nay thì có rất là nhiều cái tiêu chuẩn chứng nhận mà đã và đang thực hiện trong cái nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam nói chung. Các cái chứng nhận này thì nó có cái đặc điểm chung là nó hướng đến cái phát triển nuôi bền vững và nuôi có trách nhiệm. Với một thường là có 5 cái tiêu chí chính. Thứ nhất là nó đảm bảo cái an toàn thực phẩm. Thứ hai là an toàn về môi trường. Ba là an toàn về cái dịch bệnh. Bốn là an sinh xã hội. Và năm là truy xuất được cái nguồn gốc của sản phẩm. Đối với cái hình thức mà nuôi xen ghép như tại Thái Bình ấy, thì đa số hộ dân là nuôi theo cái quy mô là nhỏ lẻ và cái sản lượng nó không lớn, cho nên là có thể là áp dụng theo cái chứng nhận an toàn thực phẩm là đối với cơ sở nhỏ lẻ là việc ký cam kết với địa phương về cái đảm bảo an toàn thực phẩm cho cái cơ sở nuôi và cho cả cái vùng nuôi trồng thủy sản theo cái thông tư 17 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Còn đối với những cái cơ sở mà nuôi thâm canh hoặc là những cái tổ chức doanh nghiệp mà nuôi theo hình thức thâm canh thì áp dụng theo cái chứng nhận Việt Gáp hoặc là chứng nhận an toàn thực phẩm theo cái thông tư 38 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Vâng, thưa các chuyên gia, được biết tỉnh Thái Bình là một trong những địa phương có rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển việc nuôi trồng thủy sản nói chung và nuôi thủy sản xen ghép nói riêng. Vậy thì thời gian qua, tại tỉnh Thái Bình của chúng ta đã có những cái mô hình nuôi thủy sản xen ghép nào phát triển một cách hiệu quả, và chúng ta đánh giá các cái mô hình này như thế nào? Thái Bình thì có cái tiềm năng về phát triển nuôi trồng thủy sản rất là lớn, với tổng cái diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh có khoảng 14.000 ha, 15.000 ha, trong đó cái diện tích nuôi nước ngọt khoảng 8.500 ha và nuôi ngao 3.000 ha. Nuôi nước nợ 3.700 hecta. Thì trong đó thì cái đối với nước ngọt, các cái mô hình mà nuôi có hiệu quả hiện nay thì thế là các cái loài cá nước ngọt, được xen giữa cá mè, cá chấm, cá trôi, cá chép và cá chấm đen. Đấy là cái cơ cấu của cái nước ngọt, thì những cái mô hình như thế thì sẽ đem lại cái hiệu quả. Ngoài ra còn các cái mô hình nuôi cá rô phi xen cá chép, xen cá mè cũng hiệu quả cũng tương đối tốt. Còn đối với nuôi nước nợ thì có mô hình tôm sú, cua xanh, rau câu, rồi tôm sú, rồi cá rục phi, và các cái xen ghép giữa các cái cá với nhau. Thì qua đánh giá thì cái hiệu quả của các cái mô hình xen ghép rất là tốt, vì vừa là tận dụng được các cái thức ăn dư thừa, bảo vệ môi trường, có phần bảo vệ môi trường và hạn chế cái dịch bệnh trong cái nuôi trồng thủy sản. Để khai thác tốt diện tích mặt nước, tăng hiệu quả kinh tế nuôi trồng thủy sản cho người dân, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã kết hợp nuôi đa dạng đối tượng trên cùng một đơn vị diện tích, nhằm tận dụng những đặc điểm sinh học của các đối tượng nuôi để hạn chế dịch bệnh, giảm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả sản xuất. Đến với ao tôm của gia đình anh Lê Duy Vương tại xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Trước kia, gia đình anh chỉ nuôi tôm sú, nhưng có năm dịch bệnh, ảnh hưởng thời tiết nên hiệu quả kinh tế không cao. Trong vài năm gần đây, học tập nhiều hộ dân ở xã, anh đã chuyển đổi hình thức nuôi xen ghép nhiều đối tượng
và thu được nhiều kết quả thuận lợi. Như ao tôi thì nuôi sen ghép tôm sú, cá song, cua, cá vược. Đấy. Còn phụ thêm nữa là con cá táp, vây vàng và con cá hói. Cái tỷ lệ mình nuôi thì khoảng canh, nhưng năng suất của nó thu nhập thì tương đối cao. Con cá cháp mà nếu như mà nó đạt tỷ lệ 2 lạng rưỡi 3 lạng là bán được 150.000 cân. Còn cá hói nó đạt tỷ lệ 2 lạng rưỡi 3 lạng là 250.000 con một cân. Hình thức nuôi thủy sản xen ghép trong cùng một ao sẽ đem lại lợi ích kép cho người dân, vừa mang lại giá trị kinh tế, vừa có tác động tích cực đến môi trường ao nuôi. Hình thức nuôi này cũng nâng cao hiệu quả sử dụng đất, duy trì tính ổn định của vùng nuôi. Khi áp dụng nuôi xen ghép, tuy mật độ giảm đi nhưng hiệu quả kinh tế lại tăng hơn nhiều, vì các đối tượng xen ghép không mất thêm chi phí thức ăn, lại góp phần cải thiện chất lượng ao nuôi. Trong quá trình triển khai mô hình, gia đình anh Vương cũng nhận được sự hỗ trợ, tư vấn từ phía Trung tâm Khuyến nông địa phương. Vào cái thời kỳ đầu năm khi bắt đầu nuôi thả đấy, thì bên khuyến nông, khuyến ngư rồi là bên trung tâm là có tập huấn cho bà con. Nghe chưa? Những người có chuyên môn thì người ta hiểu hơn, và những người không có chuyên môn người ta học hỏi. Tức là người có biết và bảo người không biết, làm như thế nào, quá trình mình xử lý ao như thế nào, vệ sinh ao xử lý, rồi là con giống như thế nào. Trong cái quá trình mà nuôi thì mình nuôi thưa, thì tôm sú ghép với cá song, thì lượng cá song của mình ổn định, mật độ thưa thì là không bị dịch bệnh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Bình, hầu hết các ao nuôi trồng thủy sản của bà con nông dân đều đã được chuyển đổi sang mô hình nuôi xen ghép. Các mô hình nuôi xen ghép đã cho thấy các đối tượng nuôi không ảnh hưởng nhau mà còn tương trợ và bổ sung cho nhau, không chỉ giúp giảm thiểu chi phí thức ăn dư thừa mà còn nâng cao năng suất sản lượng cho ao nuôi, qua đó cải thiện kinh tế cho người nông dân. Vâng, thưa quý vị, thưa bà con, vừa rồi thì chúng ta đã cùng theo dõi qua một phóng sự ngắn về mô hình nuôi xen ghép thủy sản tại Thái Bình. Và tôi chắc chắn rằng bà con nông dân đang có mặt tại buổi tọa đàm ngày hôm nay đang có rất nhiều câu hỏi, đang có rất nhiều ý kiến cần chia sẻ với các chuyên gia. Và ngay sau đây, mời những ý kiến đầu tiên của bà con nông dân ạ. Tôi muốn hỏi chuyên gia một số vấn đề kỹ thuật về công tác chuẩn bị cho nuôi trồng. Thì thực tế mà nói thì ở đây bà con nuôi thâm canh rất là lâu rồi. Nhưng trong cái tìm hiểu thực tế về xử lý về cái đáy ao hay là xử lý tầng lớp oxy, hay là các cái chất hợp chất hỗn hợp chủ yếu gây ra sinh ra làm cho cái con nuôi của mình nó không đạt hiệu quả, thì xin chuyên gia chỉ rõ những cái hạng mục để cho bà con nắm thêm cái phần tìm hiểu về oxy, rồi kết hợp với oxy, rồi hỗn hợp trong các cái vi sinh khác để bà con nắm bắt thêm. Kính thưa quý vị, kính thưa bà con, câu hỏi của anh rất là hay, nhưng nó liên quan đến cách tổng hợp. Tức là để nuôi một vụ tôm vụ cá đạt hiệu quả, tôm cá lớn nhanh ít dịch bệnh, thì sau khi kết thúc một vụ nuôi bắt buộc các bác phải thực hiện 8 chữ vàng. Đó là phải tháo cạn. Nếu ao nuôi tôm không chảy bạt thì phải vét bùn, còn nếu chảy bạt thì ta phải rửa bạt, xong đó ta khử trùng, sau đấy nữa là phải phơi khô. Khử trùng ở đây thì các bác cứ dùng bằng vôi bột, vôi tôi đấy, vôi bột là rẻ nhất và tốt nhất. Nó còn khoáng hóa cái chất đáy nữa, chứ không cần phải hóa chất gì được cả. Sau khi mà thực hiện 8 chữ xong, thì mình phải, trước khi thả tôm cá, là mình phải gây màu trước. Mà bây giờ tiên tiến nhất là các bác gây màu bằng chế phẩm vi sinh. Và trong suốt quá trình nuôi thì mình cũng phải dùng chế phẩm vi sinh. Và các nhà khoa học khuyến cáo mới nhất hôm nay là vi sinh này này, trước khi đưa tôm cá xuống các bác phải đưa xuống trước. Tức là ta đưa bộ đội nằm phục trước ở đấy, để địch nó đến là ta xử lý luôn. Thế lúc nó có vi khuẩn, nó có virus, nó nhiễm bệnh rồi ta mới đưa vi sinh xuống, thì lúc đó là muộn mất rồi. Khuyến cáo của chúng tôi là sử dụng chế phẩm vi sinh, môi trường nước tốt, bệnh liền giảm ngay. Nó tác dụng như thế. Và vi sinh thì có cả loại trôn vào thức ăn, loại xử lý môi trường,
Thế thì mình phải kết hợp cả hai loại đấy thì hiệu quả tăng lên rõ rệt. Hiện nay trong cái việc mà nuôi trồng thủy sản nói chung cũng như là nuôi xen ghép nuôi riêng, cái chất lượng con giống nó đóng vai trò rất quan trọng trong cái việc chăn nuôi hiện nay. Thì xin các chuyên gia hãy cho biết là hiện nay trên địa bàn tại đây thì các cái cơ sở mà cung cấp cái con giống và cái vật tư thủy sản ở trên địa bàn đây là có đảm bảo uy tín chất lượng là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là chúng tôi ở đây thì nó thuộc vào cái cuối nguồn nước, khi mà chúng tôi xử lý cái ao nuôi thì chúng tôi lấy nước vào nó ổn định rồi. Thì trong cái quá trình nuôi một cái thời gian nó khá dài thì cái việc mà thay cái nguồn nước là nó cũng rất quan trọng. Thì xin là cho biết là như thế nào để kiểm tra được cái độ nước sạch để đưa vào mà mình muốn đảo cái nước đi để cho con tôm, con cua thí dụ như là nó có điều kiện để nó nột hoặc là nó phát triển tốt, thì xin các chuyên gia cho hai cái ý được. Trên địa bàn của Thái Bình hiện nay thì có các cái cơ sở cung cấp con giống và thức ăn đảm bảo các cái điều kiện. Ví dụ như là cơ sở sản xuất tôm giống và thức ăn của doanh nghiệp Phương Nam ở xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, hoặc là đại lý Mạnh Mai chuyên cung cấp thức ăn và con giống cũng ở xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, rồi cửa hàng Bình Loan ở xã Thị Trường, huyện Thái Thụy, rồi công ty trách nhiệm hữu hạn giống Hải Long ở xã Lam Cường, huyện Tiền Hải, công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Đại ở xã Nam Phú, huyện Tiền Hải. Còn đối với nước ngọt thì có thể là đến các cái cơ sở như trại thực nghiệm nuôi cá Hòa Bình, trại giống nước ngọt cũng là thuộc trung tâm khuyến nông Thái Bình, hoặc trại cá rô phi Duyên Hải ở xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà, Thái Bình, hoặc là trại giống nước ngọt của anh Bùi Tiến Xuất ở xã Thị Dương, huyện Thái Thụy. Thì cái việc mà lựa chọn được các cái con giống chất lượng, cái thức ăn chất lượng thì nó đảm bảo cho việc là thứ nhất giảm cái hệ số thức ăn, giảm cái chi phí thức ăn, thứ hai hạn chế cái dịch bệnh, thứ ba nữa là giúp cho cái việc tăng cái hiệu quả trong cái quá trình nuôi thủy sản. Cũng khuyến cáo với các bác là cái việc mà khi mà chúng ta đưa nước ở từ ngoài vào ấy thì các bác cũng phải tìm hiểu xem là cái nguồn nước có đảm bảo không, ví dụ như vào những cái thời điểm như là phun nước sâu, thuốc cỏ, hoặc là có những cái thời điểm mà mưa nhiều thì cái việc mà xả cống từ cái khu vực nồi đông ra thì nó cũng sẽ có những cái ảnh hưởng, thì những cái thời điểm đấy có thể các bác sẽ tránh, hoặc là các bác sẽ căn cứ vào kinh nghiệm của các bác nhiều năm quá trình nuôi thì các bác có thể là lựa chọn những con nước mà nó có chất lượng tương đối tốt. Và khi đưa vào thì trước khi cấp vào ao nuôi thì khuyến cáo các bác là chúng ta nên đưa vào cái ao chứa lắng, và chúng ta có thể là sử dụng các cái chế phẩm hoặc là các cái sản phẩm để chúng ta xử lý trước khi mà đưa vào ao nuôi, thì như vậy thì nó sẽ đảm bảo trong cái quá trình nuôi. Còn khi đưa vào ao nuôi rồi thì cũng khuyến cáo với các bác là chúng ta không có điều kiện mua các cái loại máy móc thiết bị hiện đại thì cũng khuyến cáo các bác là mua những cái test cũng chỉ với tầm khoảng 200-300 nghìn thôi, thì các bác có thể dùng được một vài năm thì các bác test để các bác kiểm tra môi trường. Đặc biệt đối với các bác nuôi tôm thì hiện nay trong cái ao nuôi là quá trình nuôi thì cái nhu cầu đúng của nuôi tôm thì cái hàm lượng khoáng rất là quan trọng, và trong quá trình nuôi như thế thì các bác bằng mắt thường thì các bác không thể nào cảm nhận được là cái khoáng nó thiếu được, mà các bác phải kiểm tra bằng các cái test hoặc là bằng các cái máy móc thiết bị. Do đó thì cũng khuyến cáo các bác là nếu chúng ta đã xác định nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi thâm canh, nuôi tôm, thì chúng ta nên mỗi hồ nên chủ động các cái dụng cụ phương tiện để chúng ta chủ động trong cái việc kiểm tra và quản lý cái môi trường, đảm bảo các cái chỉ số môi trường nó phù hợp và ổn định thì cái thủy sản, các cái đối tượng thủy sản nó sinh trưởng phát triển tốt được. Vâng, thưa thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Nguyệt ạ, theo như tôi được biết thì hàng năm Tổng cục Thủy sản cũng như Chi cục Thủy sản tại các địa phương đều có những chương trình quan trắc môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản để mà cung cấp những cái chỉ số thông tin môi trường nước cho bà con nông dân nuôi trồng thủy sản của chúng ta. Vậy thì đối với tỉnh Thái Bình chúng ta thực hiện cái việc này như thế nào, và bà con nông dân cần phải thực hiện những cái biện pháp nào để mà có thể tiếp cận được với các thông tin về quan trắc môi trường tại địa phương ạ? Báo cáo với bà con là hiện nay thì trong 3-4 năm trở lại đây thì Chi cục Thủy sản cũng có triển khai cái chương trình quan trắc môi trường cái vùng nuôi và ao nuôi. Tuy nhiên thì cũng báo cáo với các bác là do cái kinh phí nó hạn hẹp cho nên cái việc quan trắc mới chỉ dừng lại ở những cái vùng chuyển đổi tập trung của tỉnh.
những cái vùng có quy mô diện tích nó lớn chưa triển khai ra diện rộng ở tất cả các cái vùng nuôi trồng thủy sản được, thì quá trình quan trắc thì chúng tôi cũng quan trắc ở cái khu vực là cấp nước chung cho toàn vùng và quan trắc một số cái ao nuôi đại diện. Cái kết quả quan trắc thì khi có kết quả quan trắc thì theo quy định là chúng tôi phải gửi cho cái cơ sở được quan trắc và cái vùng quan trắc đấy, địa phương của quan trắc đấy. Trên cơ sở đấy thì cũng sẽ là có cái cơ sở để địa phương là cảnh báo, có thể là trên đài truyền thanh để các hộ nuôi ở trong vùng nắm được và chủ động trong cái công tác quản lý môi trường của cái ao nuôi. Thì em muốn hỏi các bác là khi nuôi trồng thủy sản sen ghép thì các bệnh thường gặp là những bệnh gì? Thì xin chuyên gia cho em biết cách để phòng tránh bệnh và trị bệnh. Thưa anh, là hiện nay thì nếu như nói cả cái bệnh thường gặp trong nuôi sen ghép ấy, thì thực ra là những cái bệnh thường gặp trong nuôi sen ghép thì cũng gặp ở trong những cái hình thức là chúng ta nuôi đơn. Ví dụ chúng ta nuôi đơn một con thì bị cái bệnh đấy thì cũng có thể gặp ở trong cái hình thức nuôi sen ghép. Có nghĩa là nuôi sen ghép và nuôi đơn thì nó không phân biệt cái loại bệnh nào cả. Mà cái bệnh phát sinh ra là do cái điều kiện nuôi, do cái quá trình chăm sóc quản lý của cái người nuôi đấy nó sẽ phát sinh dịch bệnh. Chứ còn thì giữa cái nuôi đơn và nuôi ghép thì những cái bệnh đấy đều có thể xảy ra được cả. Để tôm cá bị bệnh thì trước hết nó phải có mầm bệnh đã. Mà mầm bệnh các bác xử lý triệt để là rất khó, vì nó theo nguồn nước, theo bùn. Nhất là chúng ta kênh cấp, kênh thoát đã đang chung nhau. Người này có bệnh xả ra người khác không biết, lại lấy vào cứ tưởng vẫn tốt. Thế cho nên mang mầm bệnh vào ao mình là điều rất dễ. Thế nhưng cũng không lo, bởi mầm bệnh phát triển phải có môi trường thuận lợi. Thế thì chúng ta quản lý môi trường nước thật tốt bằng cách là không để nó đậm đặc quá, nó thối nước. Tất cả các loại vi khuẩn, virus đều thích ba điều kiện. Một là nước phải thối, tức là càng đậm đặc nó càng thích. Hai là nhiệt độ nước phải cao. Ba là độ mặn cao, nó cũng đều thích. Vậy thì để cho vi khuẩn virus không phát triển được gây bệnh cho tôm cá thì mình phải quản lý môi trường nước thật tốt. Vậy để hạn chế bệnh tật thì bà con chú ý này. Một là mình đầu vụ phải chuẩn bị ao thật tốt, 8 chữ như tôi nói. Sau đấy chọn giống tốt, không nhiễm bệnh. Ba là quản lý cho ăn đúng lượng đúng liều thôi. Bốn là bón chế phẩm vi sinh để màu nước không bị thối, không đậm đặc. Nếu nuôi tôm thâm canh để hạn chế nhiệt độ cao thì che thêm lưới lan để hạn chế ánh nắng mặt trời xuyên xuống, nước mát hơn. Dâng nước cao đến mức tối thiểu có thể 1m8, 2m, cá là phải trên 2m. Tôm nếu thâm canh là cũng phải 1m8, 1m7 thì nhiệt độ nó cũng đỡ nóng hơn. Thế rồi màu nước thì mình quản lý độ trong mình nhìn thôi, đừng cơ để nó xanh lè quá. Có cái đĩa xích chi đo để tốt, không thì lấy tay này, các bác lấy này, thọc khỉu tay này xuống, từ bàn tay này đến đây. Nếu nuôi cá cuối vụ rồi thì màu nó đặc lắm, thì khoảng 25-30 phân là được. Thế còn đầu vụ thì nó phải trong, nó phải 35 phân, vẫn nhìn thấy cái tay này thì được. Ngoài thức ăn ra thì bổ sung thêm vitamin C, tỏi tươi để tăng sức đề kháng cho nó. Thì chú ý như thế thì nó cũng đỡ. Cái việc mà chăn thả sen ghép này đấy, đối với lĩnh vực thú y thì có dùng được hóa chất hoặc là thuốc kháng sinh để sử dụng trong cái chăn nuôi thủy sản sen ghép hay không? Cái thứ hai nữa, nếu mà khi dịch bệnh xảy ra thì những cái thuốc thú y thì phục vụ cho cái vấn đề thủy sản này là có đủ các cái loại để mà điều trị bệnh, cũng như là cái việc mà các chuyên gia hoặc là các nhà khoa học là tư vấn cho bà con để bà con chăn nuôi đạt được cái hiệu quả cao? Khuyến cáo của chúng tôi, nếu các bác dùng chế phẩm vi sinh, biết quản lý tốt môi trường thì chúng ta không phải dùng kháng sinh. Đấy là tôi dám khẳng định như vậy. Vì tôi đã đi rất nhiều mô hình, bằng kinh nghiệm mình biết quản lý màu nước, biết nuôi mật độ phù hợp thì cũng không phải dùng kháng sinh. Nhưng câu hỏi của anh là nếu chẳng may nó có bệnh thì phải dùng kháng sinh. Thì hiện nay là tại cái thông tư 26 ban hành năm 2018 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn có quy định là 30 chất này, hóa chất này, vi sinh này, chất trộn vào thức ăn này, chất xử lý môi trường, nó có khoảng 30 loại là cấm không được dùng. Thì mình tuyệt đối không được dùng các loại đó.
ví dụ như là kháng sinh, ví dụ như chloramphenicol, hóa chất như xanh machit, thế rồi enrofloxacin, hay thuốc nữa như là diptelec là cũng cấm trong nuôi thủy sản. Thì những cái đó chúng ta không được dùng vì nó ảnh hưởng đến, sức khỏe của người tiêu dùng. Và nếu giả sử có bệnh mà các bác phải dùng kháng sinh thì chỉ được mua các loại thuốc được phép tại thông tư 26 của Bộ Nông nghiệp và phải sử dụng đúng quy trình. Tức là mình cho ăn rồi thì trước khi xuất bán ra thị trường mình phải dừng thuốc kháng sinh khoảng 15 cho đến 25-30 ngày cho nó đào thải hết kháng sinh ra đã thì mới bán ra thị trường, mới đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Tôi có câu hỏi với các chuyên gia như sau. Trong nuôi trồng thủy sản thường bà con tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong lĩnh vực thời tiết và nhiệt độ, và nước thì thường hay biến động thay đổi thất thường. Xin cho các chuyên gia cho biết là các biện pháp hiệu quả cho nuôi thủy sản, nuôi sen ghép vào mùa đông và chống nóng vào mùa hè ra sao? Bà con cũng cần lưu ý là vào mùa hè thì thời tiết nắng nóng thì chúng ta nâng cái mực nước ở trong cái ao đầm nuôi lên. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ cho ăn bổ sung vitamin C để tăng sức đề kháng, và chúng ta khi thời tiết nắng nóng quá thì chúng ta phải giảm lượng thức ăn. Đấy, giảm lượng thức ăn để hạn chế cái ô nhiễm môi trường. Tại vì khi thời tiết nắng nóng thì tôm cá sẽ không ăn được và lượng thức ăn sẽ dư thừa. Cho nên chúng ta phải giảm bớt cái lượng thức ăn. Và chúng ta có thể sử dụng bèo tây để chúng ta là che kín khoảng từ 1/3 đến 1/3 của cái ao đầm. Còn đối với chống rét cho tôm cá vào mùa đông thì chúng ta phải có cái kế hoạch trước để cho thực hiện cái công tác chống rét, và chúng ta phải chuẩn bị ao đầm, chọn những cái ao mà khuất gió, rồi những cái ao là có độ sâu thích hợp, có mực nước từ khoảng 1,5 m đến 2 m, chúng ta cấp nước đầy đủ vào. Và chúng ta có thể đối với một số đối tượng thì chúng ta có thể chuyển cá đến cái ao chúng ta đã chuẩn bị. Và cũng xin lưu ý với bà con là trong cái chống rét cho cá thì có một số cái đối tượng là nó chịu rét kém, ví dụ như là nước mặn thì có cá vược, ở nước ngọt thì có cá rô phi, cá chim trắng. Thì cái này thì chúng ta lên tính toán cái thời điểm nuôi, thời vụ nuôi để chúng ta có thể thu hoạch trước vào cái mùa rét. Còn trường hợp mà vẫn còn những cái đối tượng đấy ở dưới ao thì chúng ta có thể là chúng ta tiếp tục chúng ta dâng nước, và đặc biệt lưu ý là trong cái mùa rét thì chúng ta hạn chế cái việc đánh bắt các cái, trong những ngày rét đậm thì hạn chế là đánh bắt các cái cá, các cái đối tượng thủy sản. Vâng, thưa ông Kim Văn Tiêu, với vai trò chức năng và nhiệm vụ của mình thì trong thời gian tới Trung tâm Khuyến nông Quốc gia sẽ có những cái giải pháp gì để giúp bà con nông dân tiếp cận nhanh hơn với các tiến bộ khoa học kỹ thuật và nhân rộng các mô hình nuôi thủy sản sen ghép một cách hiệu quả và bền vững ạ? Để giúp bà con phát triển các cái mô hình nuôi sen ghép và kể cả các mô hình nuôi trồng thủy sản, trồng trọt chăn nuôi khác, thì Khuyến nông Quốc gia được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn giao nhiệm vụ là xây dựng các cái mô hình. Ví dụ mô hình nuôi sen ghép này là chúng tôi cũng được chỉ đạo và giúp Thái Bình hoặc giúp các tỉnh là xây dựng cái mô hình, là chọn một số hộ nông dân có đủ điều kiện đáp ứng cái tiêu chí xây dựng cái mô hình đó thì chọn làm xây dựng. Và xây dựng thì được nhà nước hỗ trợ 50% giống, 50% thức ăn, được mời đến tập huấn, được ăn được ngủ không phải mất tiền, được phát tài liệu miễn phí và được ngồi các buổi tọa đàm như thế này cũng miễn phí. Và cách làm của chúng tôi là theo phương châm là làm không nói suông, làm bằng hộ nông dân, người thật việc thật làm. Sau khi hộ nông dân đó làm hiệu quả rồi, chúng tôi mới tổ chức mời bà con ở các vùng khác đến, thậm chí kể cả tỉnh khác đến, đến học tập của cái hộ nông dân đó. Và cái ông chủ hộ nông dân đó nói lên cho, gọi là nông dân nói cho nông dân nghe, thì để làm sao cho đúng cái phương châm là một người làm, 1.000 người biết và 100 hộ học tập làm theo cái người làm hiệu quả đó.